Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mấy ngày qua, căn nhà của ông Nguyễn Văn Dụ, 87 tuổi, ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, lúc nào cũng đông đúc người thân, làng xóm đến để trò chuyện, chia sẻ niềm vui khi ông tìm lại được người con trai suốt 43 năm thất lạc. Được con cháu quây quần, người thân và làng xóm quan tâm, vừa hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào, ông Dụ kể. Ông hiện có 6 người con, gồm 3 người con trai và 3 người con gái. Năm 1981, ông đưa con trai là anh Nguyễn Văn Từ, sinh năm 1971, lúc đó 10 tuổi, cùng một người con gái vào miền Nam thăm người thân. Nhưng sau đó không may, ông làm thất lạc anh Từ ở tỉnh An Giang. 43 năm thất lạc con trai ở đất khách quê người, lương tâm ông không lúc nào khỏi sự tự trách và hối hận. Theo chị Hương, con gái lớn ông Dụ, sau bao năm trời tìm kiếm không có kết quả, cùng sức khỏe của ông Nguyễn Văn Dụ ngày càng yếu, nên năm 2016, gia đình chị tìm đến chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, nhờ hỗ trợ tìm kiếm em trai. Một mặt, gia đình chị hy vọng chương trình sẽ hỗ trợ tìm được em trai, mặt khác là không phải chứng kiến cảnh người cha già, đôi ba tháng lại âm thầm bắt xe vào Nam tìm con. Chia sẻ về ký ức năm 10 tuổi, anh Nguyễn Văn Từ cho biết, bản thân đi lạc từ tỉnh An Giang đến xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, anh được một cặp vợ chồng cưu mang, nhận nuôi và đặt tên là Trần Văn Được. Sau khi cả ba mẹ nuôi mất, đều mất do tuổi già, anh Từ hai bàn tay trắng rời tỉnh Hậu Giang đến thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm rồi lấy vợ. Đến năm 2001, anh Từ cùng vợ về tỉnh Tây Ninh lập nghiệp và sinh được 2 người con, một trai, một gái. Thời điểm đi lạc đó, anh khủng hoảng, khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ anh chị em. Sau một thời gian được nhận nuôi, tâm lý mới bắt đầu đỡ dần dần. Ở nơi đất khách, anh lúc nào cũng quyết tâm phải sống để có ngày trở về đoàn tụ bên gia đình. Với sự hỗ trợ của tổ chức thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thân như chưa hề có cuộc chia ly, ngày 19 tháng 4, anh Từ đã được gặp lại người cha và anh chị em trong gia đình qua ứng dụng gọi video sau 43 năm thất lạc với nhiều cảm xúc nghẹn ngào. Sau cuộc trò chuyện đó, anh cùng gia đình đi xe khách 2 ngày ra Quảng Bình để gặp lại người thân. Giây phút anh Từ gặp được người cha, nay đã 87 tuổi, cùng anh chị em ở quê nhà, không ai kìm được cảm xúc. Trước mặt bà con, họ hàng tại Quảng Bình, ông Dụ rưng rưng nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đặc biệt, ông cảm ơn các con và chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đã mang đến cho ông giây phút hạnh phúc vô bờ bến này. Ngày 20 tháng 4, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác minh được nhân thân của hai thiếu niên người Mông đi lạc đến địa bàn huyện mấy hôm trước. Kết quả có được sau hơn một ngày đăng thông tin tìm kiếm trên báo chí và mạng xã hội và đến tối qua, người thân của hai em đã liên hệ với Công an huyện Mai Châu. Công an huyện Mai Châu đã khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu kết luận được nhân thân nơi cư trú hai cháu. Theo đó, cháu lớn tên Lù A Sùng, cháu nhỏ tên Lý A Chu, đều 15 tuổi, ngụ bản Dền, Thàng B, xã Giào Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bố mẹ các cháu đều đang sinh sống, làm ăn tại nơi thường trú. Gia đình cho biết hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29 tháng 3 đến thời điểm người dân ở Mai Châu, Hòa Bình phát hiện là được 21 ngày. Khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi phát hiện gần nhất khoảng 500 km. Hiện hai cháu vẫn đang lưu trú tại trụ sở Công an huyện Mai Châu, sức khỏe và tinh thần các cháu ổn định. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không thể lên đón, nên ngày mai, Công an huyện Mai Châu sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ xe đưa hai thiếu niên người Mông này về nơi cư trú. Như BLO đã đưa tin, sự việc hai thiếu niên người Mông đi lạc được phát hiện vào chiều tối ngày 18 tháng 4 nhờ lòng tốt của một gia đình ở huyện Mai Châu. Gia đình này thấy hai cháu bé dắt xe đạp qua cổng nhà, có biểu hiện mệt, đói, họ gọi các cháu vào nhà, cắt tóc, tắm gội, thay quần áo và cho ăn uống, nghỉ ngơi. Qua hỏi han, gia đình này xác định hai cháu bé đi lạc nên trình báo Công an Mai Châu tìm kiếm thân nhân. Ngày 9 tháng 4, Công an quận 1 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để làm rõ động cơ, mục đích khi dụ dỗ hai cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về căn hộ của mình ở Bình Thạnh. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về động cơ, mục đích của Vi khi thực hiện với hai cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ. Đến lúc này, cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghi phạm là mục đích không tốt. Vị này cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị mất tích tại trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào chiều 8 tháng 4.
Trước đó, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, tổ công tác công an quận 1, phòng BC02 và công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, phường 22 quận Bình Thạnh và giải cứu thành công hai cháu bé trước đó bị mất tích ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3 tháng 4. Cơ quan công an cũng đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra, làm rõ. Qua điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, Vi đã lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi nên dụ dỗ hai cháu bằng tiền, bánh kẹo đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Sau khi đưa hai cháu bé về nhà, Vi tiếp tục dụ dỗ, ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình. Mẹ của bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tìm thấy hai con, tôi vui mừng khôn xiết. Tối mùng 8 tháng 4, trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, quê Phú Yên cho biết, vào chiều cùng ngày, cơ quan công an đã trao trả hai bé gái NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi về với gia đình sau gần 42 giờ mất tích ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chi chia sẻ, khi vừa được gặp hai con, chị đã vui mừng khôn xiết. Gặp hai con tôi mừng lắm, không còn gì để diễn tả. Những ngày qua tôi đã rất lo lắng cho hai con, bây giờ tôi mới như sống trở lại. Chị Chi chia sẻ và cho biết, nhiều ngày qua đã không thể làm được gì vì lo lắng cho hai con. Chị Chi cho hay, sau sự việc vừa qua, chị dự định sẽ gắng kiếm tiền và đưa các con về quê Phú Yên sống cùng ông bà. Đưa các cháu về quê sống để sống thoải mái hơn. Ở với mẹ tại thành phố thì đông anh chị em, mẹ không lo lắng chăm sóc đầy đủ được, chị Chi nói. Như Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, chiều mùng 8 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị mất tích tại số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày mùng 3 tháng 4. Tại buổi họp báo, lãnh đạo phòng PC02, Công an quận 1 đã đưa hai cháu bé NKTM 7 tuổi và cháu LHTL 3 tuổi về với gia đình sau gần 42 giờ mất tích. Hai cháu bé được tìm thấy vào 10 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 4. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, trú phường Tân Hưng quận 7 về việc bị thất lạc hai con ruột tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Bến Nghé quận 1. Từ tối ngày 3 tháng 4, sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 1 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1. Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về hai cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông báo chí đưa tin, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Trung tá Trần Quốc Dũng, phó phòng PC02, thông tin. Lực lượng phối hợp thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm đã kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, ra dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan. Hai cháu bé được tìm thấy vào 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4. Nữ nghi phạm dùng lợi ích vật chất dụ dỗ hai cháu bé ở phố đi bộ. Quá trình điều tra vụ việc hai cháu bé bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, cơ quan chức năng cũng xác định, vào 1-2 ngày trước khi bị mất tích, có một người phụ nữ lạ tiếp cận hai cháu bé. Từ nguồn tin đó, công an đã tiến hành phối hợp cùng các lực lượng rà soát, làm rõ vụ việc kể trên. Kết quả điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi tiếp cận, dẫn dụ hai đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, khẩn trương truy xét. Phòng PC02 chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 4, chúng tôi đã xác định được tung tích của đối tượng có liên quan. Qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được nơi đối tượng có khả năng giữ hai cháu bé và trú ngụ. Do phải đảm bảo an toàn cho hai cháu bé, nên chúng tôi đã khoanh vùng và rà soát. Đến 10 giờ, tổ công tác Công an quận 1 phòng PC02 Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ và vỡ òa khi tìm thấy hai cháu bé đang ôm nhau sợ hãi. Trung tá Trần Quốc Dũng, phó phòng PC02 thông tin, lực lượng chức năng xác định người đang giữ cháu bé là Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Về quá trình dẫn dụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Vi dụ dỗ các cháu khi cả hai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng gia đình để mưu sinh. Vi đưa ra lợi ích vật chất, dụ dỗ hai cháu về nhà mình ở phường 22 quận Bình Thạnh. Trong quá trình thực hiện, tổ công tác gặp nhiều khó khăn, đối tượng Vi sử dụng nhiều biện pháp đối phó như đưa qua nhiều tuyến đường rồi thuê xe ôm công nghệ để đưa cháu về nơi đã thuê mướn, Trung tá Trần Quốc Dũng thông tin.
Sau khi đưa hai bé về nhà, Vi tiếp tục sử dụng vật chất để ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình và hai cháu bé không bị bạo hành. Lực lượng chức năng cũng xác định Vi thực hiện hành vi dẫn dụ một mình và cũng không quen biết gì với mẹ hai cháu bé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.